sẻ bí quyết để trở thành người phụ nữ cùng tuổi. Thực ra thì mình cũng khá là lớn tuổi rồi, cũng chả có bí quyết gì cả. Ngoài việc tâm niệm là có sức khỏe là có tất. Cho nên khi có sức khỏe rồi thì đương nhiên tinh thần sẽ lạc quan, vui vẻ và trẻ trung hơn. Chính vì vậy cho nên là trong một năm mình thường bỏ thời gian ra để đi kiểm tra sức khỏe tổng quát. Với tôi thì cái việc kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm rất là thiết yếu, không phải lứa tuổi trung niên mới bắt đầu đi kiểm tra đâu, mà bất cứ một lứa tuổi nào cũng phải đi kiểm tra sức khỏe. Quan trọng là kiểm tra một lần thôi nhưng mà yên tâm cả năm, chứ không phải là cứ mỗi lần đau nhức ở đâu thì chúng ta mới đi kiểm tra. Quyết định lựa chọn gói khám sức khỏe và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao VIP 7, nghệ sĩ nhân dân Thu Hà được trải nghiệm đầy đủ mọi tiện ích tại hệ thống y tế Thu Cúc TCI. Đầy đủ 57 danh mục thăm khám khoa học với quy trình khép kín, giúp tầm soát sức khỏe toàn diện chỉ trong một lần khám. Trên thiết bị y tế hiện đại, công nghệ tiên tiến như chụp cộng hưởng từ MRI, nội soi MBI-5P không đau, không khó chịu, giúp chẩn đoán chính xác tình hình sức khỏe và tối ưu sàng lọc ung thư. Thăm khám trực tiếp với đội ngũ bác sĩ đầu ngành, giỏi chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm công tác tại các bệnh viện lớn, chi phí chọn gói tiết kiệm. Bệnh ung thư diễn ra rất là thầm lặng. Đôi khi mình phát hiện ra bệnh ung thư thì bây giờ đã quá muộn rồi. Cho nên cái việc khám sức khỏe tầm soát ung thư giống như là một chiếc chìa khóa giúp cho chúng ta phát hiện ra bệnh sớm hơn và từ đó khả năng điều trị thành công cao. Và chúng ta có một sức khỏe tốt thì công việc sẽ tốt hơn, sẽ thành công hơn. Và chúng ta có một sức khỏe tốt thì chúng ta sẽ có những cái giây phút bên gia đình được hạnh phúc trọn vẹn hơn. Vốn là khách hàng quen thuộc tại Thu Cúc TCI cơ sở 2, nhưng với lần trải nghiệm thăm khám đầu tiên tại cơ sở 3, tọa lạc tại vị trí 32 Đại Từ Hoàng Mai, Hà Nội, nghệ sĩ nhân dân Thu Hà không khỏi bất ngờ và dành những lời khen có cánh. Khi bước vào đây thì tôi thật sự choáng ngợp bởi không gian rất là sang trọng và lịch sự, và đội ngũ tiếp đón chăm sóc rất là tận tình và chuyên nghiệp. Khám sức khỏe ở Thu Cúc là tuyệt vời nhất. Hệ thống y tế Thu Cúc TCI chăm sóc sức khỏe trọn đời cho bạn. Liên hệ ngay bây giờ để được đăng ký tư vấn miễn phí